Rất vui khi chào đón các anh chị đến với loạt bài giảng về phương pháp phân tích dữ liệu. Đây là bài giảng số 44, thấm thoát gì mà cũng đến 5 bài trong loạt bài giảng về mô hình hồi quy logistics rồi. Kể ra thời gian đi nhanh thật, thế nhưng mà các anh chị cứ kiên nhẫn là cái loạt bài giảng này sẽ tiếp tục cho đến khi nào, cho đến khi nào các anh chị hiểu rõ các cái khái niệm về phân tích dữ liệu cũng như là cách mà ứng dụng tính toán các cái thông số thống kê trong thực tế và cách sử dụng R. Trong bài vừa qua đó, tức là bài số 43, thì các anh chị đã học qua về một số các cái chỉ số để mà phản ảnh xem cái mô hình hồi quy logistics của mình có phản ảnh thực tế dữ liệu hay không. Thì bây giờ đến cái bài này, bài số 44, là tôi sẽ giới thiệu cho các anh chị một số các cái thước đo về cái sự ứng hợp của mô hình hồi quy logistics. Tôi nghĩ rằng những cái thước đo này nhiều khi các anh chị đã thấy qua trong cái phần ra, tức là phần output của R. Nhưng mà có thể các anh chị không hiểu nó là cái gì. Và cái điều đó là một trong những cái nhiệm vụ của tôi là phải giải thích để cho các anh chị hiểu. Bây giờ tôi sẽ bắt đầu bằng cái dữ liệu về gãy xương mà tôi đã giới thiệu cho các anh chị lần trước. Do đó là lần này tôi sẽ không có mô tả chi tiết nữa. Chỉ muốn nhắc lại các anh chị ở đây một số các cái cột hay là biến mà chúng ta cần quan tâm. Biến thứ nhất là FX, trong y khoa chúng tôi thường hay viết gãy xương là gãy xương tiếng Anh là fracture đó. Trong y khoa chúng tôi thường hay viết là FX, tức là gãy xương. Thì đây là cái biến outcome, hay là nói theo ngôn ngữ thống kê học, đây là cái biến phụ thuộc, dependent variable. Và cái biến này chỉ có hai giá trị, một hay là zero. Một là bị gãy xương, zero là không bị gãy xương. Và những cái giá trị này là chúng tôi phải theo dõi các cái đối tượng nghiên cứu trong một thời gian rất là dài, trong trường hợp này là 20 năm để mà có những cái số liệu này. Ngoài ra một số các cái biến mà chúng ta quen gọi là biến tiên lượng, thế nhưng mà trong y khoa cũng như là trong dịch tễ học á, thì chúng tôi thường hay dùng cái chữ gọi là risk factors. Risk là nguy cơ, factor là yếu tố. Risk factor là yếu tố nguy cơ. Yếu tố nguy cơ trong y khoa nó cũng tương đương với cái gọi là independent variables, tức là các cái biến độc lập trong thống kê vậy đó. Thì đây là cái dữ liệu mà chúng ta sẽ sử dụng rất là nhiều trong tương lai để mà minh họa cho một số các cái khái niệm cũng như là phương pháp phân tích thống kê. Thì đầu tiên là tôi đọc cái dữ liệu này bằng cách dùng cái hàm gọi là read.csv, bởi vì cái file mà nó gọi là fracture.csv này nó được lưu trữ dưới cái dạng CSV. Sau đó là tôi sẽ add tags để mà mình sử dụng cái này về sau. Sau đó tôi sẽ kiểm tra xem là các cái số liệu mà đã được đọc vô có ok hay không. Thực ra thì ok rồi, thế nhưng mà tôi muốn lặp lại những cái hàm này, những cái lệnh này để mà các anh chị cùng nhớ. Chứ kinh nghiệm của tôi cho thấy lúc mà mới học R á, là nhiều khi mình đọc một cuốn sách hay là một cái hướng dẫn nào á, là họ không có lặp lại những cái lệnh này, và nó làm cho mình rất là mất thời giờ, là phải quay ngược lại những cái trang trước để mà xem là cái lệnh nó ra làm sao. Thì bây giờ tôi không có muốn các anh chị phải tốn nhiều thời giờ như vậy nữa. Tôi muốn gọi là cái việc mà học hành của anh chị nó suôn sẻ hơn tôi và có hiệu quả hơn tôi. Ok. Lần trước tôi có giới thiệu các anh chị hai cái cách để mà chúng ta tìm cái tham số của mô hình hồi quy logistics. Cái cách thứ nhất là chúng ta dùng cái hàm gọi là GLM, viết tắt của chữ là General Linear Model. Cái cách thứ hai là chúng ta dùng cái hàm gọi là LIM trong cái package gọi là AMS. Thì hai cái hàm này á, là nó có một vài một cái khác nhau cơ bản. Trong GLIM, tức là chỉ OEM ở trong GLIM, thì các anh chị đã biết rằng cái cách mà chúng ta viết cái syntax, tức là cái cú pháp của cái hàm viết là cái biến mà phụ thuộc hay là outcome là fracture,
là hàm số của mật độ xương và giới tính. Nói cho người ta biết đây là cái fracture này là nó là binomial, tức là nó tuân thủ theo cái luật phân bố là nhị phân. Và cái data nếu mà cần thì mình gọi nó là data fract. Đó là mô hình thứ nhất. Mô hình thứ hai là chỉ có sex thôi, chứ là không có BMD. Ví dụ như là tôi muốn tóm lược các cái kết quả của cái đối tượng M1, tức là mô hình thứ nhất á, thì các anh chị sẽ thấy một cái output nó giống như thế này. Đầu tiên á, là nó trình bày cái phần gọi là ước số của các cái tham số, gọi là coefficients, chẳng hạn như estimate ở đây, ước số ở đây, sai số chuẩn, rồi chỉ số G và chỉ số P. Cái này chúng ta đã học qua rồi phải không nào, tôi không có lặp lại nữa. Nhưng mà cái phần 2 của cái output á, là nó trình bày một số các cái thông số như là deviance. No deviance có nghĩa là cái deviance mà khi mà cái mô hình mình mà không có một cái biến tiên lượng nào. Còn cái residual deviance tức là cái deviance mà sau khi mình đã có biến tiên lượng. Trong trường hợp này chúng ta có hai biến tiên lượng là mật độ xương và giới tính. Và nó cho tính luôn cho chúng ta lấy AIC. Thì đây là cái hàm cơ bản trong phân tích mà hồi quy logistic. Cơ bản hiểu theo nghĩa là mình không có cần một cái bất kỳ sàn khác, nghĩa là nó chỉ cung cấp như vậy. Nhưng mà cái hàm này là nó không cung cấp nhiều cái dữ liệu quan trọng cho chúng ta cần biết. Thành ra là ông Frank Harrow ông mới phát triển một cái phần mềm, có thể coi nó là như phần mềm như IMS, tức là Regression Modeling Strategies, mà tôi có nhắc cho các anh chị trong cái bài giảng trước đây á, là cái cuốn sách này nó giống như là cuốn sách gối đầu giường của những người phân tích dữ liệu, đặc biệt là trong trường hợp mà mình phát triển mắc các cái mô hình tiên lượng. Thì trong cái package IMS này, đầu tiên tất nhiên là chúng ta phải load nó, tức là phải gọi cái package cái đã, sau đó là dùng cái hàm gọi là data dist, tức là viết tắt của chữ data distribution của cái đối tượng fract mà chúng ta mới đọc vô hồi nãy. Sau đó là mình nói từ đây trở đi là tôi sẽ dùng cái date, date tức là cái mà distribution of data này để mà phân tích. Dưới này thì các anh chị thấy rằng cái hàm mà chúng ta viết thì nó cũng giống như là cái hàm glim trong R, là chỉ cần là LRM viết tắt cái chữ là Logistic Regression Model. FX là cái tên của cái biến outcome và biến tiên lượng đằng sau đó. Ở đây tất nhiên là chúng ta không cần phải nói cho LIM biết rằng là đây là một cái biến phân loại, biến nhị phân, là bởi vì nó đã là Logistic Regression Model, rằng nó tự động phía cái chuyện đó. Và nếu mà các anh chị gõ cái hàm gọi là summary mở ngoặc rest, tức là cái đối tượng này thì chúng ta sẽ có một cái kết quả như thế này. Đây là phần đầu tiên của phần kết quả, là nó trình bày các cái thông số của mô hình. Thế nhưng mà ngoài cái thông số đó ra, nó còn trình bày thêm luôn cái odds ratio. Nên nhớ rằng trong cái hàm Klim thì chúng ta không có tính được, nó không có cung cấp cho chúng ta cái odds ratio, mình phải tính bằng tay. Nhưng mà trong trường hợp này thì nó tính luôn cái odds ratio cho chúng ta. Chẳng hạn như trong trường hợp này nó nói odds ratio là bằng 0.46 và khoảng tin cậy 95% là 0.37 cho đến 0.57. Ở đây có lẽ các anh chị cũng thấy ngạc nhiên, ủa tại sao nó không tính cho mình cái SE, tức là sai số chuẩn của odds ratio. Thì tôi đã nói với các anh chị lần trước rồi đó, và có lẽ nói cũng rất là nhiều lần, là trong thống kê tính toán những cái mà tính toán cái phương sai của những cái tỷ số nó cực kỳ khó khăn. Tính được nhưng mà là không, nhưng mà nó khó khăn lắm. Thành ra là cái cách mà chúng ta tính thường thường đó là tính một cách gián tiếp, hay là tính dòng đó, tính lòng dòng á. Do đó là đầu tiên là chúng ta tính cái log odds ratio, tức là trừ 0.78 này nè. Và từ cái log odds ratio dưới mà cái sai số chuẩn đó, chúng ta tính được cái khoảng tin cậy 95%. Đây là phần dưới, đây là phần trên của khoảng tin cậy 95%. Và cái odds ratio này thực ra nó chỉ là hàm số mũ của cái này thôi. Thì trong cái bài số 42 tôi có giới thiệu cho các anh chị cách mà chúng ta diễn giải.
trong trường hợp này tôi chỉ muốn lặp lại thôi, là cái, nếu mà chúng ta diễn giải bằng tiếng Việt á, thì chúng ta có thể nói rằng là nam giới là có cái odds gãy xương thấp hơn nữ giới, mở mặt odds ratio là bằng 0.46, khoảng tin cậy 95%, 0.37 đến 0.57. Cái này đáng lẽ là tôi phải viết bằng tiếng Việt, tự nhiên cái có tiếng Anh ở đây. Cái này là bởi vì cái bài giảng gốc của nó là bằng tiếng Anh, rồi tôi quên, đến khi mà dịch sang tiếng Việt mình quên. Nói ra vậy để các anh chị biết, không dịch ra thì các anh chị cũng biết. Thế nhưng mà đáng lẽ là tôi phải viết tiếng Việt đàng hoàng, chứ không phải lúc về Tây, lúc về ta, nó rất là quái gở. Do đó các anh chị có quyền phê bình trong trường hợp này. Thì đó là cái phần đầu tiên của cái output. Bây giờ đến cái phần thứ hai của output, là nó trình bày những cái chỉ số phản ảnh cái độ thích hợp của mô hình. Độ thích hợp mô hình có nghĩa là cái goodness of fit. Không hổ mà tôi có nói là tôi nói là tôi lúng túng, tôi không biết diễn, tôi không biết dịch cái chữ đó là làm sao, nhưng mà tôi nghĩ rằng là bây giờ tôi nghĩ ra rồi, mình có thể dịch cho nó là độ thích hợp của mô hình. Nghe nó hơi dài chút, nhưng mà ok. Thì trong cái phần mà độ thích hợp của mô hình này á, là các anh chị sẽ thấy rằng nó có 3 phần. Phần đầu tiên là trình bày cái likelihood ratio test. À, ở đây nó có likelihood ratio chi square, ki bình phương đó, bậc tự do, và chỉ số pi. Phần thứ hai là nó trình bày một số chỉ số liên quan đến cái gọi là discrimination indexes. Đây là những cái chỉ số, thực ra cái này là người Mỹ họ viết như vậy, chứ đối với người Anh thì là họ sẽ phê bình viết cái chữ index này là sai. Đáng lẽ phải chữ là ICES chứ không phải là viết kiểu như vậy. Thế nhưng mà Mỹ mà, họ mạnh thành ra là họ muốn viết sao viết. Nhưng mà họ sáng chế ra computer, thành ra là, thực ra họ không phải là người đầu tiên làm ra computer, nhưng mà họ là người phổ quát hóa cái computer, cái máy tính. Thì cái chỉ số thứ hai là discrimination indexes, tức là những cái chỉ số mà liên quan đến cái phân định. Đến cái phần thứ ba của cái output đây á, là cũng là những cái chỉ số phân định, nhưng mà nó liên quan đến cái gọi là rank, tức là thứ bậc, thứ hạng. Thì chúng ta đã học qua cái likelihood ratio là cái gì rồi phải không nào? Thì nó tôi sẽ không lặp lại cái giải thích này nữa. Trong cái bài này tôi sẽ giải thích cho các anh chị cái A square là cái gì, cái Bayer. Thực ra Bayer là chúng ta đã giải thích trong bài giảng kia rồi, và đặc biệt là tôi sẽ tập trung giải thích cho các anh chị về cái chỉ số gọi là C, còn gọi là C index. Trong thực tế nó chính là cái area under the curve của cái đường biểu diễn, đường cong biểu diễn ROC, tức là receiver operating characteristic curve. Ok, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu. Đầu tiên là cái hệ số mà A square này nè. Chúng ta nhớ rằng là trong cái mô hình mà hồi quy tuyến tính, cái A square là bằng 1 trừ cho cái residual sum square, tức là tổng bình phương của dao động dư, chia cho tổng bình phương của cái biến mà chúng ta quan tâm. Cái biến chúng ta quan tâm chính là cái biến y, tức là biến phụ thuộc. Nhưng mà đây là cái cách tính của mô hình hồi quy tuyến tính, có nghĩa là cái biến mà chúng ta quan tâm á, cái biến phụ thuộc á, là một cái biến liên tục. Còn đối với mô hình hồi quy logistic thì cái biến mà outcome nó không phải là biến liên tục, mà nó là biến nhị phân. Hình đây là đứng về mặt lý thuyết mà nói á, thì mô hình hồi quy logistic là không có cái hệ số A square. Các anh chị còn nhớ hệ số A square nó gọi là coefficient of determination, tức là chỉ số xác định, hệ số xác định. Và cái hệ số xác định này nó rất quan trọng nha, bởi vì là nó cung cấp một cái chỉ số để chúng ta biết rằng cái mô hình của mình có thích hợp hay là không thích hợp với cái dữ liệu thực tế. Ok, quay trở lại mô hình hồi quy logistic, đứng như mặt lý thuyết là không có tính được cái A square.
Nhưng mà chúng ta chỉ có thể tính được cái gọi là pseudo R square. Pseudo R square là kiểu như là R square giả đó. Đúng không? Tại sao người ta lại đặt cái chữ này, nghĩa nó hơi buồn cười. Nếu là giả thì nó đâu còn gì là khoa học nữa. Thế nhưng mà thôi, thì bây giờ người ta dùng cái chữ pseudo R square thì mình là rừng nào cọp nấy, do đó là mình trong khi chưa có sáng chế ra được một cái chữ nào mới thì thôi, thì bây giờ mình dùng cái chữ mà cả cái thế giới mà thống kê người ta đang dùng. Ok, cái pseudo R square là bằng 1 trừ cho cái residual deviance. Các anh chị đã học ra cái deviance rồi chứ. Cái deviance trong mô hình hội quy logistic nó cũng giống giống như là cái residual, tức là cái dao động dư của mô hình hội quy tương tính vậy đó. Rồi nó chia cho cái null deviance. Hồi nãy các anh chị đã thấy cái null deviance rồi chứ gì. Null deviance nó chính là cái deviance mà không có một cái biến tiên lượng nào trong cái mô hình. Thì cái cách tính như vậy thì các anh chị thấy rằng nó rất là tương đương nhau, chỉ khác biệt nhau cái là biến liên tục trong cái trường hợp, trong cái trường hợp mô hình hội quy tương tính, và cái biến nhị phân trong mô hình hội quy logistic. Đó là cái R square. Vì đến cái chỉ số Bright thì thực ra tôi đã giải thích cho các anh chị xem trong cái bài số 43 rồi. Nhưng mà bây giờ tôi chỉ muốn lặp lại một lần nữa để các anh chị nhớ. Thì cái chỉ số Bright này á, là mình cũng có thể xem nó như là kiểu như là mean square error vậy đó. Mean square error đây là MSE đó, trong cái mô hình mà hội quy tuyến tính, cũng như là trong các cái mô hình mà phân tích phương sai. Nó cũng có thể xem là một cái thước đo về cái độ phân định, discrimination. Cái chữ discrimination là tôi phải làm một cái ghi chú nhỏ nhỏ ở đây để các anh chị biết về tiếng Anh. Discrimination theo cái nghĩa mà thông thường ngoài xã hội nó có nghĩa là phân biệt. Racial discrimination chẳng hạn, nó có nghĩa là phân biệt chủng tộc. Còn trong trường hợp mà thống kê học á, hay là dịch tễ học rồi cũng vậy, thì cái chữ discrimination này là mình có thể xem nó như là một cái chỉ số về phân định. Phân định giữa người có bệnh và người không có bệnh. Phân định giữa cái nhóm có kết quả dương tính với cái nhóm mà có kết quả âm tính hay là kết quả bình thường. Thành ra là cái chỉ số Bright này là có thể xem thôi. Chứ nó không phải là như vậy nha. Nó chỉ có thể xem như là một cái đo lường về phân định của cái mô hình của chúng ta. Thành ra là nó cũng có được xem như là một cái thước đo về cái độ thích hợp của cái mô hình. Và cái định nghĩa của chỉ số Bright score là như thế này. Là mình lấy cái PI. PI ở đây là cái giá trị mà mình tiên lượng. Thực ra trong thực tế PI ở đây nó chính là cái xác suất mình tiên lượng. Bởi vì khi mà mình tiên lượng là mình tiên lượng chỉ được cái xác suất thôi. Còn cái YI ở đây là cái giá trị quan sát của cái biến outcome. Mà cái giá trị quan sát của biến outcome thì nó chỉ có hai giá trị thôi. Hoặc là 0 nếu cái cá nhân đó là không có bệnh, hoặc là 1 nếu cá nhân đó là có bệnh. Thành ra là trong trường hợp này B nó chính là và mình lấy bình phương ở đó rồi cộng tất cả rồi chia cho N. N là cái số lượng cỡ mẫu. Do đó là cái B này, như tôi nói nãy, nó cũng có thể xem như là cái mean square error vậy đó. Và bởi vì nó được xem như là mean square error, thành ra là nếu mà cái mô hình của chúng ta là tốt á, thì cái giá trị của B này á, là nó phải càng thấp. Nói cách khác là nó là cái mô hình nào mà có cái chỉ số B càng thấp thì cái mô hình đó càng tốt. Do đó là cái chỉ số Bright. Bây giờ tôi sẽ giới thiệu cho các anh chị một cái chỉ số khác mà hồi nãy trong cái phần mà output của LAM nó có nói, nó gọi là C index, tức là chỉ số C. Thì tôi có nói lúc nãy là mình có thể xem cái chỉ số C nó như là một cái diện tích dưới cái đường biểu diễn của cái đường cong ROC, tức là area under the curve của ROC. Và cái chữ ROC này thực ra là viết tắt cái chữ là Receiver Operating Characteristic Curve. Có lẽ là các anh chị sẽ ngạc nhiên quá, tại sao nó có cái chữ gọi là Receiver Operating Characteristic ở đây, không có chữ S nha, chỉ Characteristic thôi.
Bởi vì trong một cái bài giảng trước đây tôi có nhấn mạnh đến cái lịch sử của cái đường cong Maroc này á, là bởi vì trong thế chiến thứ hai thứ nhất tôi quên này, rồi lúc đó là Anh có chiến tranh với Đức, thành ra là một cái nhà mà thống kê học của người Anh á, là họ phát triển một cái loại máy radar để mà phát hiện được cái tàu chiến của Đức là sắp tới Anh hay chưa, và cái máy radar nó phải nhận tín hiệu và người ta đánh giá cái độ chính xác của cái máy radar đó là bằng cách tính cái đường biểu diễn mà rock này nè, do đó nó mới có chữ receiver là gì đó, operating là xuất phát từ cái chữ operation đó, có gì biết operation có nghĩa là hành quân đó. Thành ra là cái chữ này á, và cái ý tưởng với cái ý tưởng mà rock này á, hay là cái ý tưởng mà phân định này á, discrimination này á, là nó có nguồn gốc từ quân sự chứ không phải là bên y khoa đâu, nó cũng không phải là trong xã hội học đâu, mà nó nguồn gốc từ quân sự. Thế thì sau này á, thì cái giới mà nghiên cứu y khoa thì người ta thấy rằng cái cách mà gọi là cái khái niệm cũng như cái ý tưởng này nó rất là thích hợp cho việc mà phân biệt giữa người mắc bệnh với người không mắc bệnh. Vì lúc đầu là nó với phân biệt là tàu tàu kẻ thù là có thật sự đến hay là chưa đến, chứ nó cũng giống giống như bệnh như không bệnh vậy thôi. Và điều đó nó có thể nói, nó còn nói thêm là nếu mà chúng ta muốn là một cái good scientist, là một nhà khoa học tốt đó, thì chúng ta phải để ý đến các cái lĩnh vực mà nghiên cứu khác chúng ta, chứ không phải cứ vùi đầu vào cát để mà chỉ biết cái phần chỉ biết cái lĩnh vực chuyên môn của mình mà mình không để ý đến mấy chuyện khác. Anyway, tôi quay lại bài giảng. Thì cái chỉ số mà C này á, như tôi nói nhắc lại là nó giống như là cái diện tích dưới đường biểu diễn của cái đường cong rock mà tôi đã giới thiệu trước đây. Nó cái chỉ số C này nó cũng có thể dùng để mà đánh giá cái độ phân định giữa cái người bệnh và người không bệnh, positive và negative, nếu các anh chị thích. Và nó cũng có giá trị từ 0.5 đến 1 chấm, có thể nói rằng 50% đến 100%. Nhưng mà cái khổ của nó là rất là khó giải thích. Khó giải thích như thế nào thì tôi sẽ cho các anh chị xem cái ý nghĩa thật của nó, AUC hay là chỉ số C là thế này. Nếu mà các anh chị đọc bằng tiếng Anh á, gõ lên Google đâu cũng được, có một cái website nào mà có uy tín thì nó sẽ định nghĩa giống dốc thế này. Nó nói đó là một cái, tôi sẽ dịch, nó nói đó là cái xác suất mà một cặp bệnh nhân và người bình thường, nó nhớ là nó nói một cặp nha, một cặp thì hai người chứ gì, một cặp là một người là bệnh, một người là không bệnh, là bình thường, là cái xác suất mà cái cặp đó được chọn á, và với điều kiện là bệnh nhân có giá trị tiên lượng cao hơn người bình thường. Cái ý nghĩa, cái định nghĩa của cái chỉ số C hay là AUC là nó như vậy đó. Tức là nó nói rằng nếu một cái cặp gọi là cá nhân được chọn, cặp cá nhân này là một người mắc bệnh, một người không mắc bệnh, thì cái xác suất mà gọi là bệnh nhân có giá trị, cái xác suất mà cái người mắc bệnh á, là có giá trị tương lượng cao hơn cái người mà không mắc bệnh, người bình thường. Thì nếu mà các anh chị đọc cái định nghĩa này nó khó hiểu lắm, và thú thật với các anh chị là nó là ngay cả tôi đọc một số sách giáo khoa ở nước ngoài á, ngay cả các tác giả nước ngoài á, họ giải thích cũng rất là khó hiểu. Bởi vì tôi nghi ngờ rằng nó là những cái người, một số người chứ không phải những người, một số người mà dưới sách giáo khoa họ chính họ họ cũng không hiểu. Chính họ cũng không hiểu. Thành ra là mình đừng có ngạc nhiên khi mà một số người ở Việt Nam, hay là rất là phần đông những người ở Việt Nam, người ta mặc dù người ta dạy như thế này nhưng người ta cũng không hiểu, người ta không hiểu cái gì AUC là cái gì. Thì bây giờ tôi sẽ giải thích cho các anh chị một cái ví dụ đơn giản để cho các anh chị hiểu từ nay trở đi, là sau khi mà đã xem qua cái ví dụ này cũng như là bài giảng này, là tôi không có muốn nghe các anh chị nói rằng là tôi không hiểu AUC là cái gì, tôi không hiểu chỉ số C là cái gì. Bởi vì nếu mà các anh chị mà nói ra cái đó thì chắc lẽ là tôi buồn lắm. Điều đó nó nói rằng là bài giảng này là hoàn toàn thất bại. Có nghĩa là khi mà tôi giảng xong cái chị không biết gì hết trơn, chị được nguy hiểm quá. Ok, quay lại ví dụ đơn giản.
Bây giờ các chị thử tưởng tượng là chúng ta có 7 người, 7 cá nhân nha, là mình theo dõi họ trong vòng 5 năm. Tôi nhắc lại, đây là 7 cá nhân, tôi chưa nói đến bệnh nhân, 7 người, tôi chọn cho 7 người theo dõi 5 năm. Thì trong cái thời gian mà tôi theo dõi, lúc đầu là tôi bắt đầu tôi đo lường cái nồng độ PSA. PSA là viết tắt của chữ Prostate Specific Antigens. Nó là một cái dạng protein để mà chúng ta tiên lượng những người mắc bệnh ung thư tiền liệt tuyến. Thì thôi bây giờ các gì cứ biết là PSA thôi. Và tôi đo lường cái nồng độ PSA này ngay từ lúc mà họ tham gia vào công trình nghiên cứu. Rồi cái bắt đầu tôi theo dõi họ 5 năm. Và trong vòng 5 năm đó tôi mới phát hiện rằng có 4 người mắc bệnh ung thư tiền liệt tuyến. Và cái giá trị PSA của họ, PSA đây tức là giá trị PSA lúc mà khởi đầu á, là 8, 2, 6 và 3. Còn lại 3 người á, là không mắc bệnh, không mắc bệnh ung thư tuyến tiền liệt á. Và cái giá trị khởi đầu của họ, giá trị mà lúc ban đầu khi mà họ tham gia nghiên cứu á, là 3, 2 và 6. Thì ta có thể giải thích cái ý nghĩa của chỉ số C bằng cái ví dụ này để cho các anh chị hiểu. Ok, các anh chị còn nhớ cái khái niệm tổ hợp chứ gì phải không? Tổ hợp là tiếng Anh nó gọi là combination á. Combination tức là combine là tự nhiên cái tôi quên tôi mới dịch cho combine thì tức là hòa hợp và tổng hợp lại á. Ok, mình dịch là tổ hợp, cái thuật toán, cái thuật ngữ của toán học mình dịch là tổ hợp. Nhắc lại cái gì là chúng ta có 4 giá trị PSA của 4 bệnh nhân và 3 giá trị PSA của 3 người không có mắc bệnh. Như vậy thì đứng về mặt tổ hợp là tổng số cặp mà chúng ta có thể bắt cặp á. Có thể bắt cặp từ 4 trong cho từ 4 người trong nhóm bệnh nhân và 3 người trong nhóm không mắc bệnh á, là 12. 4 nhân 3 là 12. Thì cái chỉ số C hay là AUC á, nó chính là cái số cặp mà PSA ở người mắc bệnh á, cao hơn PSA ở người không mắc bệnh chia cho 12. 12 là coi như là tổng số cái cặp khả dĩ mà chúng ta có thể tính được. Tôi nhắc lại, chỉ số C nó có nghĩa là cái số cặp hay là cái tỷ lệ chúng ta chỉ muốn là cái số cặp mà trong đó PSA của người bệnh cao hơn người không mắc bệnh và chia cho tổng số tổ hợp. Ok, chúng ta sẽ bắt đầu. Hồi nãy các anh chị nhớ là chúng ta có 4 giá trị của người mắc bệnh là 8, 2, 6, 3 và 3 người không mắc bệnh là 3, 2, 6. Thành ra là nếu các anh chị thử tưởng tượng, nếu mà tôi bắt đầu bằng cái bệnh nhân mà có giá trị bằng 8 á, thì tôi có thể bắt cặp 8 với 3 là người trong nhóm không mắc bệnh, 8 với 2 là trong nhóm người không mắc bệnh, 8 với 6 là người không mắc bệnh, bởi vì 3 cái giá trị của những người mà không mắc bệnh là 3, 2 và 6 chứ gì. Thành ra là nếu mà tôi bắt cặp giữa cái cặp 8 và 3 thì các anh chị thấy rằng là trong trường hợp này là cái người mắc bệnh có PSA cao hơn người không mắc bệnh. Như vậy thì trong trường hợp này là chúng ta gọi nó là concordant, tức là nó phù hợp với cái giả thuyết là PSA của người mắc bệnh phải cao hơn người không mắc bệnh để mà mình tiên lượng những người mà có nguy cơ mà. Thành ra là nó mình gọi nó là concordant. Concordant tức là nó phù hợp với những cái gì mà mình suy nghĩ. Ok, cái này là phù hợp. Bây giờ tôi bắt cặp 8 với cái bệnh nhân mà với người mà cá nhân mà gọi là có PSA là bằng 2. Một lần nữa 8 cao hơn 2. Thành ra cũng là concordance. Kế tiếp tôi bắt cặp là 8 và với cái cá nhân có PSA là 6. Trong trường hợp này cũng concordance. Ok, như vậy là tôi bắt cặp được 3 cặp trong trường hợp này. Bây giờ đến cái trường hợp mà ở bệnh nhân thứ 2 là có cái PSA là bằng 2. Và 2 mà tôi bắt cặp với 3. Thì trong trường hợp này các anh chị thấy rằng cái người mà mắc bệnh nó có giá trị
PSA là thấp hơn cái người mà không mắc bệnh. Trong trường hợp này chúng ta gọi nó gọi là discordant, tức là nó không phù hợp với những cái không phù hợp với giả thuyết về cái mối liên quan giữa PSA và bệnh ung thư tiền liệt tuyến. Nếu mà tôi bắt cặp giữa cái người mà có bệnh mà có giá trị PSA bằng 2 với cái người mà không mắc bệnh cũng bằng 2, thì trong trường hợp này hai giá trị bằng nhau, tức là què đó, tiếng Anh nó gọi là tie, tức là mình không xác định được. Nếu mà tôi bắt cặp 2 với 6 thì trong trường hợp này discordant. Đáng lẽ là cái người này nó phải có cái giá trị PSA cao hơn, nhưng trong thực tế nó thấp hơn cái người mà không mắc bệnh, thành ra tôi gọi là discordant. Đó là tôi bắt cặp cho bệnh nhân mà có cái kết quả PSA bằng 2. Tương tự như vậy, tôi bắt cặp cho bệnh nhân có kết quả là 6 với 3, 6 với 2, 6 với 6 là tôi có concordant ở đây, concordant ở đây và tie ở đây. Và đến với bệnh nhân sau cùng là bệnh nhân thứ tư, là tôi bắt cặp giữa 3 với 3, 3 với 2, 3 với 6 thì tôi có một cặp là tie, còn lại một cặp là concordant và một cặp là discordant. Thì tổng kết lại tất cả là các anh chị thấy là chúng ta có 6 cặp là concordant, 3 cặp là discordant, còn 3 cặp là trùng. Thành ra là trong trường hợp này cái C index như hồi nãy các anh chị thấy chúng ta định nghĩa nó là cái gì? Là cái số cặp mà PSA ở người mắc bệnh cao hơn PSA ở người không mắc bệnh, chia cho tổng số cặp là 12. Như vậy thì trong trường hợp này 6 cặp là concordance chia cho 12. Nhưng mà như vậy là cũng chưa tốt. Thế còn ba cặp mà bị trùng thì sao? Tức là ba cặp mà cái giá trị PSA của người mắc bệnh và người không mắc bệnh nó bằng nhau thì sao? Thế trong trường hợp này chúng ta không có rõ. Thành ra là mình phải lấy cái ba cái số cặp thai này là chia cho 2. Do đó là 3 chia cho 2 là bằng 1.5. Do đó là cái chỉ số C trong trường hợp này là tôi sẽ tính bằng cách là 6 cặp là concordant cộng cho phân nửa những cái cặp mà trùng á, chia cho tổng số tổ hợp là 12. Do đó chỉ số C hay là AUC trong trường hợp này là bằng 0.625 hay là 62.5%. Như vậy thì cái chỉ số C hay là diện tích dưới đường biểu diễn, diện tích dưới cái đường mà rock, đường biểu diễn rock á, nó có nghĩa là cái xác suất mà chúng ta quan sát được trong tất cả những cái cặp bệnh nhân mà trong tất cả các cặp mà gọi là bệnh nhân và người bình thường, nó là cái xác suất mà chúng ta quan sát được khi mà cái giá trị tiên lượng nó cao hơn cái giá trị tiên lượng ở người mắc bệnh, cao hơn cái giá trị tiên lượng ở người không mắc bệnh. Như vậy thì các anh chị thấy qua cái ví dụ này là dễ hiểu hơn phải không nào? Ok, hồi nãy các anh chị chú ý thấy rằng là nó có một cái chỉ số, để tôi quay lại để các anh chị thấy. Ở đây nó có một chỉ số gọi là DXY. Về vấn đề DXY nó là cái gì? Trong trường hợp này thì dễ. DXY nó là hệ số tương quan theo thứ bậc. Tiếng Anh thuật ngữ thống kê nó gọi là Sommer Rank Correlation. Sommer là tên của một cái nhà tâm lý học và cũng là nhà thống kê học. Thì DXY này nó là hệ số tương quan theo thứ bậc. Và cái DXY này là nó đo lường, bởi như cái tên gọi là ám chỉ là nó đo lường cái độ tương quan giữa cái xác suất tiên lượng và cái biến cố mà mình quan sát được. Và DXY thực ra tính rất là đơn giản, nó là bằng 2 nhân cho cái hiệu số của cái chỉ số cái chỉ số C trừ cho 0.5. Hồi nãy các anh chị nhớ rằng là cái chỉ số C là nó dao động từ 0.5 đến 1. Do đó là 0.5 là coi như là tối thiểu, và đây chính là lý do tại sao chúng ta trừ cho 0.5, lấy chỉ số C trừ cho 0.5 là vậy. Thành ra là DXY là mình có thể xem nó như là một cái hệ số tương quan theo thứ bậc. Thì bây giờ các anh chị đã hiểu qua về chỉ số C, rồi DXY,
rồi chỉ số Bayer. Bây giờ chúng ta sẽ dùng cái phân tích dữ liệu trong thực tế. Thì hồi nãy như các chị thấy chúng ta đã đọc qua rồi đó nè, tức là hai mô hình này. Thì mô hình thứ nhất là nó cho chúng ta, mô hình thứ nhất là cái mô hình mà chúng ta có sex và BMD, mô hình thứ hai là chỉ có sex thôi. Do đó là ở đây các anh chị thấy cái mô hình thứ nhất là nó giải thích đâu khoảng 12.3% cái phương sai của gãy xương. Thật ra cái cách diễn giải gì nó cũng không có chính xác mấy, nhưng mà tạm tạm vậy để các anh chị hiểu. Còn cái Bayer score này là nó phản ánh cái gọi là mean square, tức là mean square nó cũng có, thực ra mình cũng có thể coi nó là cái phương sai thì đúng hơn, đúng là mình cũng có thể coi nó là cái phương sai của fracture, nhưng mà nó không có ý nghĩa nhiều mấy. H square này có ý nghĩa hơn, và cái rank và cái chỉ số C này là 0.69. Thì lần trước á là các anh chị đã học qua cái ý nghĩa của AUC rồi, hay là chỉ số C á, là trong lâm sàng, trong trong mà ứng dụng lâm sàng á, là cái chỉ số C này nó phải từ 0.7 hoặc là 0.8 trở lên thì mình mới ứng dụng được trong lâm sàng. Còn nếu mà chỉ số C mà khoảng chừng 0.60 rồi 0.6 mấy này nọ thì cái đó là nó chỉ đủ để các anh chị viết được cái luận án tiến sĩ thôi, hay là luận án thạc sĩ thôi, chứ nó không có đủ để mà ứng dụng trong lâm sàng. Trong trường hợp này là chỉ số C là bằng 0.69, nó cũng gọi là không đến nỗi tệ, phải không? Không đến nỗi tệ cũng được đấy, nhưng mà theo tôi là ý kiến cá nhân của tôi thì nó vẫn chưa đủ để mà ứng dụng trong lâm sàng. Bởi vì ứng dụng cho bệnh nhân nó đòi hỏi một cái chỉ số nó chính xác cao hơn cái này nhiều, chứ không phải nhiều đó. Ok, nhưng mà cái đó là mô hình 1. Mô hình 1 là có sex và BMD. Mô hình 2 là chỉ có sex thôi. Các anh chị thấy á, nếu mà một cái mô hình mà chỉ có sex thôi, nó chỉ giải thích đâu có 3.6% về cái phương sai gãy xương thôi. Rất là thấp. Còn cái chỉ số C nó chỉ là 0.586 rồi, tức là chỉ hơn cái ngẫu nhiên chút xíu thôi. Ngẫu nhiên là 0.5, tức là giá trị tối thiểu của nó đó là 0.5. Nó không nói cách khác là nếu mà cái mô hình mà chỉ có gọi là giới tính trong đó thì mặc dù nó có ý nghĩa thống kê đấy, nhưng mà nó không có cái ý nghĩa gì thực tế trong lâm sàng cả. Nó chỉ nói rằng là có khác biệt giữa nam và nữ. Và điều đó nó cũng nói lên một cái thực tế là gì, nếu mà gọi là chúng ta biết cái thông tin về giới tính đó, thì nó chưa đủ để chúng ta phải tiên lượng được gãy xương. Và chúng ta phải biết thêm cái BMD nữa, biết thêm cái bone density tức là mật độ xương đó, thì mình mới cải tiến được cái độ mà phân định về 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 gãy xương. Thì đó là một cái cách diễn giải mà các anh chị có thể dùng để mà so sánh hai cái mô hình. Còn cái DXY này thực ra mà nói thì nó cũng giống như là cái hệ số tương quan thôi. Ở đây là hệ số tương quan nó chỉ có 0.39 nếu mà có FNBMD, còn hệ số tương quan đây là không có FNBMD, nó rất là thấp. Như vậy thì để mà đánh giá cái độ mà phân biệt hay là phân định của mô hình ở đây á, là các chị có thể dùng cái hệ số nó gọi là pseudo R square, chỉ số Bayer hoặc là chỉ số C. Chỉ số C ở đây là nó tương đương với cái diện tích với cái đường và biểu diễn ROC. Bây giờ tôi sẽ một cách ngắn gọn thực hành để các anh chị thấy các cái chỉ số này. Tôi phải khởi động R cái đó. Ok, tôi sẽ clear màn ảnh. Clear màn ảnh ở đây các anh chị có thể vô cái chỗ edit nè, cái clear cũng được. Giờ tôi đọc cái file đó, nhưng mà tôi phải chọn cái file đó để coi nó nằm ở đâu. Choose file. File choose chứ, quên. File choose. Nó nằm ở Fracture, CSV. Thì khi mà chúng ta gõ vậy thì các anh chị thấy rằng nó là cái thi này là nó cung cấp cho chúng ta một cái đường link để mà mình đọc thôi.
Thành ra tôi sẽ nói frac là bạn read CSV T header là bạn true. Còn NA strings là bằng dot, là bởi vì các cái giá trị mà khống trong trong cái file đó là tôi code nó, tôi mã số hóa nó là một cái dot. Để xem thử coi nó đọc có ok không. Look good, coi như là ok, không có vấn đề gì. Attacks là frac. Bây giờ tôi sẽ load cái library là IMS phải không nào? Ok, xong rồi đó. Thì clear màn ảnh cái đã. Bây giờ tôi sẽ dùng cái mua trước khi mà tôi dùng cái hàm LIM thì tôi phải nói để nhắc lại các anh chị biết là tôi phải nói nó là cái data distribution này. Nhưng mà tôi tạo ra một cái đối tượng mới, tôi gọi là date. Date đây là data dis là frac. Rồi sau đó tôi sẽ nói options. Option ở đây nè. Option này là tôi nói sao, nói rằng data dis đây là bằng date. Ok, sau đó tôi sẽ nói ok, mô hình thứ nhất là LRM, Logistic Regression Model Fracture, là một cái hàm của hồi nãy tôi phân tích bằng bằng sex không? Bây giờ tôi thử bằng age đi. Age and sex là mô hình thứ nhất. Mô hình thứ hai, tôi sẽ nói rằng tôi thêm một cái biến khác nữa là FNBMD. Bây giờ nếu mà tôi gõ M1 thì các anh chị sẽ thấy rằng M1 là cái mô hình chỉ có E và sex á, thì nó giải thích được khoảng 7.1% cái phương sai của gãy xương, và cái chỉ số C đây là bằng 64.5%. Bây giờ thử M2 thử coi nó giải thích được bao nhiêu, là khoảng 13%, và cái C này là 69.8%. Như vậy thì ở đây nó còn cho thấy rằng tất cả các cái biến này như là độ tuổi nè, giới tính nè, FNBMD đều có ý nghĩa thống kê. Do đó là cái mô hình mà chúng ta chọn có lẽ là cái mô hình này, bởi vì cái mô hình này nó giải thích nhiều phương sai so với cái mô hình thứ nhất. Thì đó là cái cách mà các anh chị có thể sử dụng cái hàm LRM, Logistic Regression Model, để mà phân tích các cái dữ liệu với cái biến mà outcome hay là biến phụ thuộc là có hai giá trị và tuân theo luật phân bố nhị phân. Ok, coi như là bài giảng hôm nay chỉ đến thế thôi. Tôi sẽ hẹn với các anh chị trong cái bài giảng kế tiếp. Tôi sẽ ngừng ở đây.